tao bỏ vô đi á. Ờ nha. Ê, qua đây. Tấm ảnh, tấm ảnh, sau đây này. Đây này. Đó, không có em bé bỏ vô được nè. Ở đi cắt. Ở luôn. Đi cắt. Hai phần. Cô áo cam hai phần. Hai phần nữa con. Cố lên con. Ê ê ê. Trời ơi, quả xíu à. Không, bỏ lên. Bự quá. Thôi để dành nó lớn nó mang. Xếp hàng đàng hoàng. Bên nào cũng được, đứa nào được là vô. Chị Hằng ơi, chị lại đây coi mẹ cháu nó nhanh lại xong chị cần lại chỗ cầm vé. Không cần dẫn, đừng có đi. Đây đây con, đây đây con. Đây 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 đây. Ê. Qua lấy dép. Qua nhận dép rồi. Không chạy, từ từ. Rồi. Rồi từ từ. Cho rồi. Ô cha ơi, vừa quá. Trời ơi, trứng không lên không à, đâu có dép đâu. Đó, đi. Đưa dép cũ cho mang về. Rồi đi ra đi ra con, xong rồi. Mang về. Rồi mang dép về. Đi ra về luôn, lên. Tụi con chờ xếp hàng lên lấy dép ha. Chờ chút lên lấy dép ha. Bây giờ đang xếp hàng lấy dép, lấy bánh. Đứng lên con, đứng lên. Con có rồi, con có bánh, có bánh, có dép rồi, con đi về. Nhỏ này chưa có nè. Nhỏ này chưa có nè. Nè lấy dép đi cho nó. Mày đang xe nhỏ hả? Cái kia lớn kìa, cái kia lớn kìa. Trong kia lớn nó đổ trong kia kìa. Con có gì đó không á? Ừ. Bây giờ nè, kiếm cái con nha. Đây. Các trẻ em nhận bánh và dép. À. Xe cho đây luôn hả chị?
lấy bánh trước rồi mới qua đây. Thơm. Đây. Các trẻ em nhận bánh và dép. Lấy bánh trước rồi mới qua đây. Thơm. Phát dép trong nhà thờ. Cảm ơn Chúa. 2530 đôi dép, bây giờ còn khoảng 500 đôi nữa để phát thì mai và bánh. Các em người dân tộc đang thờ tập ca cho ngày mai thánh lễ chủ nhật. Lên Phương ơi. Một lên. Ai khẽ khẽ là tự bên. Rồi tự bên. Một. Đó, người nào là cặp người khác cho nó một phiếu nè, cho tự bên giùm em đi. Nè chú. Nè chú bê phụ đi chú. Rồi phụ bà luôn. Rồi. Một là đôi đó, hai là đôi này. Rồi vừa. Rồi. Rồi đây. Rộng rồi, rộng rồi. Rồi cái đó sai bao nhiêu thì cái đó sai bao nhiêu lấy em coi. Khoan mai. Nó làm hai thôi. Đẹp ba. Ok, bắt đầu rồi. Mày vô. Hai chưa hết vô luôn. Rồi bà Sơ các đồng kia cũng bán vé đi lẹ, bán vé không đồng cho người dân tộc. Vừa luôn hả? Rồi vừa luôn luôn. Sơ bán ấy vậy? Vé không đồng. Vừa không? Tiền nãy giờ mà không ra đấy. Vừa y luôn. Tôi nhắc cũng về.
Cha cũng lo dép nữa kìa. Tơ cũng lo dép nữa kìa. 30 à. Đi, ê đứa nào đi kiếm đôi dép cho bà, đôi dép bà đứt rồi. Đứt rồi. À à. Con đi tìm, con đi tìm đôi dép cho bác. Tội nghiệp, bắt tài kiếm cho ổng mà bả luôn bắt tài. Tội nghiệp không, cái dép đứt rồi. Trời, đứa nào yên khiêng giùm bả đi, bả đi không nổi kìa. Dép vô trong, dép vô trong. Dép vô trong. Còn đứa nào chưa có thì lấy. Nè mấy đứa chưa có nè, nó ở xa nó chạy tới đó. Giỏi, tạ ơn Chúa. Tụi nó đã lấy rồi, nó không lấy nữa đâu. Tạ ơn Chúa. Không có cho người lớn. Ở nhà hả? Cháu ở nhà hả? Cho cháu. Ờ, cho cháu. Rồi. À, bà già đâu có ăn đâu. Cái bình đâu em? Rồi, thích không? Con thích dép con không? Thích không? Rồi, vừa không? Nít hả? Nít nhiều quá. Tại cha nói là đi học mình mới lấy lớn. Cho người lớn luôn. Đi, ê đứa nào đi kiếm đôi dép cho bà, đôi dép bà đứt rồi. Đứt rồi. À à. Con đi tìm, con đi tìm đôi dép cho bác. Tội nghiệp, bắt tài kiếm cho ổng bả luôn bắt tài. Tội nghiệp không, cái dép đứt rồi. Trời, đứa nào yên khiêng giùm bả đi, bả đi không nổi kìa. Cha đang làm dấu cho những người dân tộc. Để chúng ta có sức thực hiện Chúa và anh chị em, chúng ta cầu xin để Đức Kitô Chúa chúng ta amen. Gramat yang ba yang ron yang chúng ta người có tiền nha. Khi mà họ rồi, xác đi, đặt sau đi, đặt sau. Khi mà họ đi lễ xong thì cha cho ăn mì gói hay cho cha cho ăn bún. Mà bữa nay đặc biệt là được các mạnh thường quân cho dép quà bánh cho con nít, mắm muối đường tiêu bột ngọt. Cảm ơn Chúa đã cho họ được hưởng hồng ân của Thiên Chúa. Đây tất cả là đều là người dân tộc. Bây giờ họ ủng ủng họ đi ăn bún, ai lãnh gạo rồi thì đi, mà ai chưa thì khách hàng chờ